Nhóm Phong nó đến nhà cô chú mà đã cu mang bái lại gặp được nhóm anh em cứ nhảy cửng cửng mừng đó kìa. Mời cô chú anh chị á nghe bái lại nó tường trình về cái quá trình mà đi từ Quảng Nam vô đây như thế nào nhé. Mời cô chú anh chị. Dạ. Sao? Về đây làm sao nè? Chở em về dưới chào kiếm việc gì cho bái lại làm bái lại kiếm tiền. Rồi, đi vô đây. Rồi đi vô gặp bà cô với chú nè. Rồi. Về đây mấy. Ê, đừng đi ra ngoài. Vô. Thứ ba. Má ơi, mấy anh vô nè má ơi. Còn mang dép được không? Mang dép đi. Ừ. Ba youtuber luôn. Dạ chào cô. Chào cô. Dạ, dạ sẽ gặp được cái cô mà cu mang bé đây. Nhớ mặt con không cô? Nhớ. Dạ. Trời đất cô nó là cô. Nó trông dữ lắm luôn á. Trông cái nào hồi nãy ông đang chắc thân kia tàu nhảy lưng tưng luôn ấy trời ơi, giờ anh không có em rồi à. Đúng con rồi. Trời ơi. Con hoàng không? Em bao con xuống cho em chó nuôi vừa phấn ngãi em nuôi trời ơi rồi. Chó gì? Chó. Ở đâu? Ở đâu? Cả nãy sáng ngày người ta cho cái gì đó không biết. Con cho ruột heo với rồi cho xương heo cái vợ kia nấu nó vợ đem đi. Đó thôi giờ để đem về cho nhà anh Phong cô. Cho chó. Dạ ở nhà cô là mấy bữa rồi? Hai bữa rồi hả con? Hai bữa rồi. Thứ hai mà. À hai dạ. Bữa rồi bữa ngày bữa. Nhưng trước. Mà hồi lúc mà mới gặp với cô thấy trong tình trạng thế nào tự đến nhà cô ha? Cái em nó hay ăn với cái ông nằm bên kia thôi mà. Đó anh nằm rồi cái lên dạ. Lên dắt chiều khoảng kia. Dạ chị cho chú. Ngày hôm qua nó không phải này cháu. Dạ. Ngày kia xuống lên ngày kia phải không con? Cái ngày qua là ngày nay. Dạ, vậy là ba bữa. Ừ. Cho cô ngồi xuống đi. Dạ cô ngồi kế bé lại con đi cô. Ai mà không mua bánh ít chơi bé lại nói vậy nè. Em thì mấy người cuộc đời mình nó ngán ngủi tranh thủ ăn đi sau này chết là hủy cái hàng thôi là em cũng mua hết trơn á. Nó gài thế người ta không thế. Ủa anh ta hỏi là sao nó chỉ tới đúng địa vị trí luôn luôn hả? Đúng rồi, tại vì cái định vị hồi nãy là có ai gửi. Ê kìa kìa đồ của bé lại nó đem theo. Bây giờ mình đi. Thôi để nói chuyện với cô xíu. Má con đi má nha má. Không, bây giờ nè ở đây nói chuyện xíu đang mưa. Có đem giấy tờ gì không? Có được cái căn cước. Đưa cho chú coi. Khỏi. Đừng lấy ra. Có được. Sao anh Tâm ốm nữa hả? Ốm nhưng mà đẹp trai. Đó. Anh cũng đẹp nhưng mà anh có bầu mấy tháng rồi. Anh thì em không có bầu đâu. Cái bụng nó to. Bụng nó dữ lắm nha. Không, ba má tôi. Ủa cô nhưng mà trong đây xe cộ nó không phải nằm gần quốc lộ. Và xe chắc đi xe nhỏ vô ha. Đi xe nó đúng là đây có xe khách đi à. Tới miền Tây mà. Có xe khách đi. Cái tiếng này mình đi ra quốc lộ không cô? Đi luôn. Đi tới bến xe miền Tây luôn. Đang tới là 2 mới đi lên. Dạ. Có đây là một cái anh Tam. Giờ anh làm gì vậy anh Tam? Hả? Giờ anh làm gì vậy? Ở nhà bán khô. Bán khô vậy có khô hả? Cho phải là phụ bán đi. Ơi biết làm không? Đúng rồi, được đó nghe. Bớt giỡn em có cái miệng lắm anh Tâm eo không đó. Trời, ví dụ rau thử rồi. Rau khô bán khô coi. Ấy là rau cá khô á hả? Ấy bán tại nhà mà sao phải rau? Bán online. Online ví dụ mời cô chú anh chị mua đây. Mời anh chí cô chị mua. Giống nhiệm quá. Cô chú. Hay là mình nói là cô chú anh chị ơi mua cá khô đi, cá khô đi phơi một nắng nó ngon mà nó mềm nữa. Đúng rồi. Nhưng mà cá khô nhà anh là phơi mấy nắng? 3 nắng là. Ăn nó cứng ngát chứ vậy. Đồ bay. Nó dẻo dẻo vậy không có cứng. Chờ anh ta mua cho em cái đồng hồ ở đây, mua tặng cho em con chó nữa. Mới gặp mà sao đồ nhiều vậy? Thôi đi về đi đói bụng dẫn. Thôi bây giờ nè sẽ kể anh Phong cái quá trình mà tại sao từ Quảng Ngãi đi về đây rồi cho mấy anh biết nè. Cô đem về. Ờ coi kìa. Cảm ơn cô. Cái này là mấy người cho. Còn cái này nó mua người dành cho nó ăn mà nó không có ăn, nó vậy chứ nó có ăn uống gì đâu. Đó. Cô nói là thôi má để mấy cái này lại má ăn. Để lại cho mẹ ăn đi, má ăn đi. Má ăn má nấu canh gì đi. Nhà anh Phan giàu lắm má ơi. Tiền cắt không hết luôn à. Trời ơi. Thế là cô mang ấy là mấy bữa là ăn uống là kia chỗ ngủ nghỉ. Tối anh nói gây lộn rồi, đồ quýnh lộn đâm chém. Rồi, đừng có nói. Kêu công an xuống luôn. Thôi đừng nói chuyện đó. Xem cô giống như là mẹ nuôi luôn hả? Em đi đâu em kêu ai ông ba ông má tại vì không có mẹ nó. Mà hỏi thiệt nè. Từ Quảng Ngãi em đi đến đây nha. Móc bậy bợ. Đừng. Từ Quảng Ngãi em đi như thế nào mà vào tới trong Nam này vậy? Không là em anh bạn em ở Quảng Nam đó, anh nói là
vô trong chợ Phước Hải ở Vũng Tàu á, là có mấy ông thầy chữa bệnh âm giỏi lắm. Cái nghe mừng quá, cái tiền bó bánh ít vuông gốc mấy tháng nay lâu lâu cũng về gửi cho em gái 200-300 ngàn mua sữa cho một cô. Công nhận thật, con em nó đẹp, thế nó giống anh Nhiệm hay sao ta? Ủa, biết Nhiệm hả? Biết được không? Hồi nãy thấy nó giống anh Tâm, bây giờ nhìn kỹ giống anh Nhiệm. Vậy là gốc gốc cụ của nhà giống Nhiệm. Rồi, rồi, rồi. Đúng không? Sao rồi, để kể cho nghe, cái em vô trong đó mà em hỏi tha mà không ai biết cho. Nó thì em đi tới tỉnh nào cũng có người biết em hết trời. Em vô Sài Gòn, Vũng Tàu. Rồi, thôi bây giờ nè, kể cho anh Phong nghe là quá trình đi từ Quảng Ngãi vô đây như thế nào, kể cho anh Phong nghe đi. Thì đi xe, đi xe đất cư, nó lấy, nó đòi 600 ngàn, đưa nó 500 ngàn. Nó lên mấy bị cái thằng lên, cái xe nó chọc, cái thằng lên xe nó mới 19 tuổi mà nó đòi hốt em luôn á. Ủa, ngủ. Nó thấy em đẹp gái dễ thương. Em đẹp gái dễ thương thiệt. Đẹp hơn vợ, anh có vợ chưa? Anh có vợ. Vợ nhóc luôn á. Anh rước anh thêm đi, em hiền á. Nữa nữa nữa. Nữa lấy tay, lấy tay gà, lấy tay gà. Dạ thôi mà. Cái xong rồi á, em vô trong đó em hỏi thăm hoài mà không có. Cái xong bây giờ bí thì giờ ở trên đó là biết ở ở với ai đây. Không có. Nhưng mà bây giờ em nói thật là em ra ngoài thì em không có sợ chết đói tại vì em có cái miệng. Nhưng mà quan trọng là em không có chỗ ở chứ. Nói thiệt nè, bây giờ là em về đây là để kiếm công việc làm về nuôi con hay gì? Kiếm tiền mua sữa cho con. Một tuần là nó uống hết một lon sữa 4-5 mấy ngàn à. Con em mấy tuổi rồi? Nó hơn 3 tháng mà, đẹp trai lắm. Ủa mới 3 tháng hả? Ờ hơn, được, bữa nay là đúng 3 tháng 4 ngày. Cho anh hỏi xíu tại anh không biết em ha. Ở sao anh nói em biết em trên mạng? Thì thấy thôi nhưng mà không có biết rõ. Anh Tâm cũng đâu có biết không? Có nghĩa là biết là bé Lài thôi nhưng mà không có biết là bé Gài sống với ai rồi gia đình bé Lài thế nào không? Cho nên hỏi xíu là ba của bé anh không biết thiệt, anh mới hỏi bé em, con em 3 tháng vậy ba của bé là nó đi đâu rồi em không biết, không biết luôn rồi. Nó sướng sao mà đi á. Dạ, không biết rồi, giống như bây giờ một mình em là mẹ đơn thân, em nuôi con phải không? Em mà nói chung là từ ngày em đẻ ra là em ghé nó lo tút tuột tuột cho em, đâu có lo gì đâu. Từ vệ sinh, giá lỗ tai, giá lỗ mũi, nhỏ vitamin, tiêm thuốc hay làm bất cứ việc gì là nó lo, giặt quần giặt áo là nó lo hết, mà em đi bán mấy ít dạo. Ơi, lấy tay, lấy tay. Nữa hoài vậy. Đi bán mấy ít dạo về là nó đâu có cho em ôm thằng cu, sợ ôm cu mình mẩy dơ giấy rồi thằng cu nó dơ. Nè, có tắm chưa? Chưa tắm luôn. Đi tắm đi. Về nhà anh tắm. Em về đây nè, về đây là có ai biết em đi xuống đây không, người nhà em? Không, em nói láo chứ. Hồi bữa em điện về cho ba em, kêu ba ơi con đâu. Ông chú xe ôm ấy là ông biết có ông thầy chữa bệnh nhưng mà ông kêu là phải có người nhà cơ. Em mới gọi về nhờ ông nói chuyện với ba, xong rồi ông kêu đưa máy em nói chuyện cái ba đâu. Ba hỏi đang ở đâu? Ông kêu con đang ở Vũng Tàu. Ông kêu vô đó làm gì vậy? Ông kêu đi tìm thầy chữa bệnh cho con. Ông kêu bởi nhưng mà bởi mà. Mệt quá mà, cái ông kêu bây giờ thằng bà nói vậy thì thôi thì con ở trong này con làm. Em định theo cái cô kia em đi làm rẫy kiếm tiền. Nhưng mà nhờ cô đó vét vẻ buồn lắm, sợ ma. Em có theo cô luôn, xong rồi xuống cái này. Như là nè, ba có biết hiện tại giờ là Lài đang ở nhà của cô chú ở đây không? Cô chưa điện gì về em luôn nói, hả? Em nói láo với ba hả? Em đi phụ người ta. Nhưng mà em. Bây giờ anh nói nghe nè, em đi một cái quãng đường xa vậy rồi đi. Hồi đó giờ chưa vào trong Nam đúng không? Nghĩ sao em đi mòn luôn á. Ủa đi hoài hả? Từ ngày mẹ em mất là em đi xa lắm. Đi vô đây mà đi làm gì á? Nói chung là em đi toàn là đi kiếm việc làm mà kiếm được. Kiếm không được hả? Thứ nhất là em là thân con gái nè. Mày đi. Nếu không có anh này nói thiệt, nói chuyện nghiêm tĩnh nè. Ví dụ như em mà đi đường xa gì, em ví dụ như gặp cô tốt bụng thì cô cho ở thì không nói. Ví dụ như gặp cái những người mà ta không tốt rồi sao? Đúng không? Tốt là nó bán sang Trung Quốc. Đưa ông qua Campuchia luôn. Em ba với em gái em kêu. Campuchia sát bên. Đó. Ông ba với em gái kêu. Sao nó đi hoài vậy mà không? Sao ông airbag nó mổ bụng cho ai cho rồi? Ba nói thôi. Ủa anh Tam sao địa chỉ nó chỉ đúng chỗ này luôn hả? Đúng rồi, địa chỉ chỉ đúng luôn. Hay là bây giờ mình về chở anh đi ăn cái gì đây? Ủa, chưa ăn vậy hả? Hả? Ăn thì sẽ ăn nhưng mà phải hỏi tại vì trời đang mưa. Đang mưa mà. Hết mưa tạnh mưa rồi mà. Nhưng mà bữa đó sao mà cái xe vô tới đây rồi em ở tới đây chứ à? Đâu em nó dừng ở trên chỗ cần sai ở trên kia à. Rồi thằng cô em với anh này chở. Là cái anh này là con của cô cháu của cô. Nhưng mà người đó làm sao biết lại nè?
Anh này đó hả? Ừ. Là do hồi bữa anh ở Bình Định dẫn em xuống. Anh này cũng người lạ. Người đó lạ đâu, không biết đó, không có quen biết. Là đi 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 hai người. Đi không có. Đi lấy tới đây bằng trước. Rồi mới hẹn hôm trước nó sao mà ngày hôm kia á, tới đây rất chiều. À, mà sao anh còn ở đây nữa? Đang cô bé chứ anh này cũng không liên quan tới bé Lại hết. Anh chở giùm đây. Ủa ê, mà sao biết? Cái anh đó là không biết bé Lại luôn hả? Anh nào? Cái anh mà trời bá lăng. Đang quay đừng có lăng, đừng có gãi, đừng. Bà này bả tay mái quá. Tập gần nhà anh Phong không? Gần em. Nhà anh Nhiệm. Cũng gần luôn em. Mấy anh chẳng mới là đi thời đi Đồng Tháp rồi kiếm hoa sen bán đi. Em biết nói thiệt mà, em biết bán hàng không? Biết, em bán giỏi. Em chỉ cần em lan, em có cái miệng, em biết nói chuyện là kiếm việc làm rất là dễ. Quan trọng là mình chịu làm hay không nữa. Nhưng mà bán hàng online á anh? Không, bán hàng online hay là bán hàng ngoài chợ cũng vậy, hay là phụ quán quán cũng anh, vậy. Bất cứ cái gì cũng được. Giống như là em phụ bán cho người ta ngoài cửa hàng cũng được luôn. Dạ. Đúng rồi, bán là lanh đó con. Dạ. Bây giờ nè, trước khi mà muốn làm bất cứ cái gì đó là anh muốn nhờ kêu Lại đó nha, điện cho ba một tiếng. Không, ba la em. Nghe lời anh đi. Chứ bây giờ tụi anh dẫn em đi. Má coi với nè, Lại. Lại. Anh Phong là lấy cho em đi. Thôi, để lấy đi. Điện cho ba vậy. Điện cho ba đi. Nói là giờ con. Lát nữa ba Lại. Nha. Tính điện cho ba. Rồi bây giờ sẽ để cho là điện cho ba.